Xin chào các bạn, nếu các bạn cho đăng ký kênh thì bọn chung đăng ký để cập nhật cái video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. À, à, xin chào các bạn là thì uh, lần trước mình có chia sẻ mọi người cái dự án là uh, khai thác đồng Vera a uh, miễn phí đúng không ạ? Mọi người sẽ đăng ký cái app với mọi người sẽ nhận được à uh, uh, đồng Vera và token Vera thứ nhất, token Vera thứ hai cần c ba và thứ thứ, thứ thứ tư là token app Apple uh, NFT đúng không ạ? hiện nay thì dự án đấy nó đã kết thúc cái chương trình Android rồi nhưng mà những ai đã đăng ký trước đấy thì mọi người vẫn có thể vào cờ lam được nhá tức là vào phần cờ lam nhé thì để hôm nay mình sẽ cập nhật cho mọi người uh, cờ lam thế nào và thứ hai nữa là mọi người uh, mình sẽ thử rút tiền xem nó có về không nhé đầu tiên mọi người sẽ đăng nhập vào cái ví uh, cái cái ứng dụng đấy cho mình đây sau khi đăng nhập vào thì mọi người sẽ bấm vào ba gạch để mọi người cờ lam trước tiên này bấm vào Android này rồi hiện tại thì Android nó kết thúc thì nó vào mọi người sẽ thấy thức đến thế này đúng không thì mọi người cờ làm được thì mọi người sẽ bấm chữ N End này Ender đấy ở vào sau đây bấm vào đây rồi ở đây thì mình vừa cờ làm xong sau đấy mọi người sẽ bấm vào đây vẫn và cho mọi người nhé đấy rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người rút tiền xem nào bây giờ là bấm vào ba gạch này bấm vào wallet này sau đây bấm phần withdraw rồi ở đây mọi người sẽ chọn cần mọi người sẽ rút tiền về nhá. Thứ nhất là token Vera này. Thứ hai token Shiba Inu này. Thứ ba là token TRC20 tức là USD này. Thứ tư là token Apen NFT này. Thì mình sẽ rút cái token Vera trước tiên này. Để rút được token này thì min của nó là 500 VDT Và cái token này mọi người cần phải dùng ví à, TronLink Pro cho mình nhé Sau khi vào ví TronLink thì nó sẽ ra diện như thế này. Mình sẽ hướng dẫn mọi người bật lên ở giao diện như thế này mọi người sẽ bấm vào dấu cộng cho mình này rồi ở đây bấm vào thanh tìm kiếm mọi người tìm cho mình từ VDT VDT đây nó sẽ giao diện như thế này ở đây nó sẽ có cái tóc cần của nó đây mã token cần mọi người sẽ tích vào đây cho mình dấu cộng một tích vào đây rồi sau cái tích vào thì mọi người quay trở lại rồi quay trở lại này quay vào trang chủ ví mà kéo xuống rồi tìm cho mình cái token cần đấy VDT đúng không ở đây đây Tóc cần của nó VDT đây, mọi người bấm vào đây. Rồi. Sau khi bấm vào đây thì mọi người sẽ bấm vào mũi tên cho mình, mũi tên xuống này, register này, đây. Mà copy cái địa chỉ ví này cho mình. Bấm sao chép. Ok. Sau khi ra chép thì quay trở lại sang bên kia Eros này. Ở đây mọi người xem vào đây rồi đúng không ạ? Vào đây mọi người chọn cho mình VDT này. Hiện hiện là mình có là 3819,44 kéo xuống dưới này. Mọi người sẽ nhập địa chỉ ví vào đây. Rồi. Sau đấy mọi người sẽ nhập số tiền 38 à 8 1 9 4 4. Rồi, ok. Sau đấy mọi người sẽ bấm vào đây à, setting à mọi người cần phải nhập mã 2 app ba nhé, mọi người cài đặt mã 2 a cho mình. Trước hết là mọi người phải cần cài đặt mã 2 app ba đã. Sau khi bấm vào đây thì mọi người sẽ có cái mã cái mã QR này, mọi người bấm vào phần chụp cái ảnh lại cái mã QR sau đấy mọi người vào phần này cho mình nhá Google Authenticator mà bấm vào dấu cộng này. Sau đấy mọi người bấm một quét mã QR. Đấy để mọi quét cái mã này nhá, để mọi người đăng nhập cho mình. Ở để, để mọi người lấy mã QR vào đây cho mình nhá. Mình phải thoát ra rồi, bực thế nhỉ. Rồi, để mọi người cài đặt cho mình mã 2FA nhá máy HEPA tức là máy mã bảo vệ đấy mã bảo vệ tài khoản của bạn đấy đây mã này nhá đấy hoặc là mà copy cái mã này cũng được đấy sau đó mọi người sẽ dán vào để mọi người lấy mã HEPA này ok thì bước này thì mình sẽ không không hướng dẫn mọi người mọi người sẽ tự làm nhá để mình sẽ chuyển sang bước khác

Ok, sau khi mình đã lập xong mã 2FA rồi thì bây giờ mình sẽ à, tiến hành rút tiền nhé. Bây giờ mình copy lại địa chỉ ví này. Đây copy địa chỉ ví này. Rồi sau đấy mình dán địa chỉ ví vào đây. Rồi nhập số tiền. 3 8 1 9 4 4. Rồi. Sau đấy vào nhập mã 2FA nhé. Thì quay trở sang bên bên này để mọi người lấy mã 2FA. Đây, mã 23 của mình nhá. 193763. Bấm chung mít này. Ừ. Ok, như vậy là mình đã rút nhá. Ở đây thì là số tiền của mình không thể rút được hết số lẻ trong này nhá. Đấy, mình đã rút ra rồi. Tiếp theo là mình sẽ rút đồng Shiba Inu xem, bấm vào Shiba Inu này thì Shiba Inu thì mọi người sẽ dùng ví Trust Wallet nhá. Ở ví Trust Wallet thì mọi người sẽ copy. Mọi người sẽ bấm vào đây cho mình này. Sau đây bấm vào tìm cho mình Shiba Inu. Shiba Inu. Bép 20 nhá, bép 20 mọi người sẽ bật lên. Rồi, sau khi bật lên thì mọi người kéo xuống dưới cùng này. Mọi người sẽ bấm vào đây vào sao chép này. Rồi, quay trở lại bên này tiếp tục ở đây thì uh, cái này thì là min là uh, không cần min nhé Đây, bấm vào đây. Xem để chỉ ví vào. Ok. Maximum đi. 381 944 40 xem nào. Đấy. Tiếp tục nhập mã 2FA. 381135 bấm submit. à không được số lẻ sau cùng đúng không ạ thế thì mình xóa số sau cùng đi vẫn giữ lại đấy thôi tiếp tục nhập lại mã hai ba sáu ba năm hai chín chín bấm này ok như vậy mình đã rút tiếp nhá ok tiếp theo là cái đồng uh, Apple Apple à, up up uh, NFT này nhá. Để mình xem bên này có. Ok, uh, con con Apple NFT này ở trên ví Trust không có thì mọi người sẽ bấm vào phần ba uh, ở trong ví uh, link nhá. Ở đây mọi người sẽ nhập là Apple này Pen NFT. Rồi. Đây. À, mọi người chọn cho mình cho mạng mạng uh, mạng TRC20 nhá. Đây mạng xe 20 ở đây bằng TRC20 này mọi người chọn cho mình tích vào đây cho mình rồi sau đó quay trở lại quay trở lại này mọi người sẽ toàn con của t 20 đây phòng không phải đúng không cam con này đây con này nhé mọi người nhá đây bấm register đây sau đấy bấm vào register trên này bấm vào đây sao chép này rồi sau đó quay trở lại bên uh đây appen trc 20 đúng rồi nhập số tiền này nhập địa chỉ ví này tiếp theo nhập số tiền này 381 944 ok sau đấy nhập uh, min của nó là 45.000 mọi người nhé sau đấy nhập mã 2 cho mình 647872 và bấm ra ok như vậy là lệnh rút tiền của mình đã hoàn thành nhá đấy thì mình đã rút tất cả là ba ba lệnh nhé mọi người nhá đấy đây quick ra đây mình sẽ cho mọi người xem ở dưới này đây nhá đây mình đã làm ba lệnh đấy à thì à, mình sẽ dừng video khi nào tiền về thì mình sẽ à, cho mọi người xem bằng chứng nhá tạm biệt mọi người Ok mọi người, để tiếp theo video hôm qua mình có giới thiệu mọi người là cái dự án Vera mình đã rút tiền đúng không ạ? Thì hôm nay thì nó đã trả về ví mọi người nhá. Hiện tại thì token đây cái token NFT nó đã phân phối về ví cho mình này. Mình rút tiền nó đã phân phối này. 336.944 token này. Đây, mình rút nó nó về ví mọi người nhá. Ví tronlink này, NFT này. Đấy. NFT đấy. Đấy. Đây là token NFT nhá. Còn token Vera đây thì nó cũng phân phối nhá. Không hiểu sao lại cái này được có 3819 token nhỉ? Hôm qua mình có phải rút thêm nhỉ? Đây, được có 3819 38 3819 token nhá. Đấy còn token Shiba thì đây thì cũng nó cũng nó cũng về luôn mọi người nhá. Đây mình rút về trên ví rút uh, Wallet đúng không ạ? Ở đây. Token Shiba nó rút rút ở trên uh, đây. 355943 token đúng không ạ? Đấy thì uh, con này khá ngon nhá cái con uh, Vera này mọi người nhé à, cái con này này thì hiện tại thì nó đã nó đã, đã kết thúc rồi đúng không ạ thì nhưng mà mọi, mọi người đã tham gia dự án này trước trước kia đấy tức là lúc trước mọi người đã tham gia rồi thì hiện tại mọi người vẫn vào vào cờ lam được nhá đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cờ lam luôn này đây thì hiện tại này anh em hôm qua mình đã rút rồi đúng không ạ đấy hôm qua mình đã rút hết rồi rồi giờ giờ không còn nữa nhá giờ đây chỉ còn năm uh, nghìn mấy thôi bấm vào ba gạch này sau này bấm vào ERD này hiện tại thì Android nó đã end rồi thì nó sẽ, mọi người đăng ký mới không không còn nữa nhá còn những anh em nào đã đăng ký cũ ấy, thì mọi người sẽ bấm vào chữ end này đây, bấm vào đây tiếp đi ok sau đấy vẫn vẫn cần làm được nhá đây mọi người vẫn cần làm được nhá hiện tại mình sẽ cần làm 153 trăm năm này Đó. ok như vậy là xong đúng không còn những ai mà đã đăng ký mới thì bây giờ hiện tại thì con web này nó đã Android nó kết thúc rồi nên mọi người không thể uh, đăng ký được nữa đây mình sẽ bấm lịch, lịch sử nè. À wallet này, bấm vào quick draw này. Đây, hôm qua mình đã rút nhá. Đây, lịch sử hôm qua mình rút đây. Đúng rồi, token VDT hôm qua mình rút 3819 token. À Shiba là 3381 mà nó trừ phí hơi hơi là nhiều, được có 355 token nữa. Token NFT thì 381 1944 token đấy. Tất cả đều là chính xác 100% rồi nha. Đây, token Shiba này, mọi người đấy này. 381.944 nó trừ còn đúng 3355.000 này còn tốc cần uh, Vera này đây Vera là 3819 này thì bên này, này. ở đây là 3819 chính xác này Đấy. còn cái tốc cần à, tốc gì ta quên mất nhỉ à, NFT là 336.944 uh, thì trong này thì uh, 388.000 thì nó hết trừ phí nữa nha mọi người nhé OK, như vậy là mình đã cập nhật cho mọi người cái dự án này nó đã rút tiền thành công nha mọi người, rất là uy tín đúng không ạ? Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video và dẫn theo những ai mà đã đăng ký cái dự án này rồi thì mọi người cứ việc vào làm giống như mình hướng dẫn nhá. Đấy, còn những ai chưa đăng ký thì không thể đăng ký được kèm nữa nhé. OK, tạm biệt mọi người.